Một người đàn ông Ấn Độ đã hoảng hồn khi thức dậy nhìn thấy hơn 180 con rắn bò ngổn ngang khắp nhà. Những con rắn bò vào nhà ông Mira. Ông bà Vejidev Mira ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cho biết khi ông đang nằm ngủ, một tiếng động lạ đã đánh thức ông dậy. Ông bật đèn lên kiểm tra, thì hoảng hồn khi nhìn thấy hai con rắn cuộn tròn trong phòng ngủ của mình. Ông Mira leo ra khỏi giường để đuổi hai con rắn đi, thì phát hiện cả trăm con rắn các loại đang bò trườn khắp nhà. Ông vội đánh thức cả gia đình chạy sang nhà hàng xóm và báo động để mọi người cùng biết. Sau đó các chuyên gia về bò sát đã giúp ông bắt được 184 con rắn và thả chúng về môi trường tự nhiên. Được biết những con rắn này đã vào nhà bằng cách trườn qua một lỗ hổng trên tường. Rắn vào nhà rang, mùa giao phối, những con rắn bò vào nhà ông. Bà Vejidev Mira qua một lỗ hổng trên tường. Người phát ngôn cơ quan lâm nghiệp Balai Bewa cho biết một trong những lý do dẫn đến vụ việc có thể đây là mùa giao phối của loài rắn. Rắn có xu hướng tìm một nơi an toàn để giao phối. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này hơn nữa.